Sind wir selber, ey? Smile in my. Mein Thema, oder? Martin, ja, da von mir. Bên từ sáng luôn nha, đội nào mà bị bước qua là xem như là không công nhận nha. Bị bước qua là không công nhận nha. Đội hiện nay đang chiếm ưu thế dài nhất, đó chính là các thành viên đến từ đội màu đỏ. Xin chúc mừng. Bây giờ đây, các đội chúng ta có 10 giây, chúng ta sẽ làm thành một hàng ngắn nhất và sát nhất nha. 10 giây bắt đầu. À, ngắn nhất và sát nhất, xin mời. Ngắn nhất và sát nhất nha. Cái đó là ngắn nhất. Tại wow. Thì ngắn mới ngắn. Ngắn nhất và sát nhất nha. Bây giờ Vũ Nguyên kiểm tra đội hình xem là sát chưa. Dạ. Hả? Em mẹ quay. Chúng tôi quý vị, chúng tôi nhận thấy là kìa, lại nó chơi với bạn rồi, bạn chơi gác bạn đó. Chúng tôi tìm được người sướng nhất mà đâu. À, nói chung là ảnh cố tình ảnh chơi lúa lúc này. Và quý vị thân mến, rất nhiều trường hợp chưa. À, khoan Vũ Nguyên. À, rất nhiều trường hợp sau khi tham gia thử thách đặt ông là chúng tôi phải gọi xe đến để kéo hai người đàn ông ra. À. Và đây là những pha vô cùng nguy hiểm của trường ngày hôm nay. Bây giờ để xem là sát chưa, tạo hiệu ứng chưa. Và bây giờ xin được mời tất cả thành viên đang đứng sát với nhau, mình đặt hai tay lên vai mình, lên người phía trước của mình. À đúng rồi. Đúng rồi, đặt càng xa cũng được. Rồi, bây giờ mình nghe cái hành động nào thì mình làm theo hành động đó nha. Để xem mà đồng đội mình có cảm hứng với mình hay không nha. Chuẩn bị chưa? Bây giờ tay đâu? Vỗ hai tay lên. Vỗ tay cho điểm nha. 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Mình xa, để tay lên vai đồng đội, để tay lên vai đồng đội, chuẩn bị 2, 3 Mình xa. Và mình xa, là mình xa đi anh, xa đi anh, đúng rồi. Xa, là mình xa. Mình bóp, là mình bóp. Mình ngắt, là mình ngắt. Và đổi chỗ, bây giờ để hai tay lên trước bụng đồng đội. Để tay lên bụng đồng đội. Ai mà che lại là từ điểm đội mình nha. Che lại từ điểm đội mình nha. Anh tay đâu, để tay đồng đội. Không, lộ giới tính luôn. Khi để hai tay lên bụng đồng đội, lấy tay sợ được anh chứ sao. Lộ liền, nhìn thấy là lộ liền. Chuẩn bị nha, 2, 3 Mình bước, là mình bước. Mình đấm, là mình đấm. Mình xuyết, là mình xuyết. Trời ơi, mà ông ác đi, ông xuyết bụng đỏ chết luôn rồi. Ok, đông cười, xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị, và bây giờ đâu? À, có tháo ra được không anh? Ok, anh chị thân mến, và bây giờ đây, ba đội chúng ta sẽ được gửi cho một đồ vật dụng. Đồ vật dụng này vô quan trọng dành cho các thành viên trong đội. Vật dụng gồm có dây ruy băng thơ màu của đội mình. Vật ruy băng này anh chị chúng ta sử dụng để đeo vào tay hoặc đeo vào chân cũng được, miễn sao chúng ta có sự đồng độ để nhận diện đồng đội. Ngoài ra thì chúng tôi còn gửi cho mỗi đội đó là kéo và đề can. Nhiệm vụ các đồng viên là trong vòng 2 phút chúng ta sử dụng kéo và đề can cắt dán những hình ảnh, những logo vào trong lá cờ của mình, thể hiện sức mạnh của tên đội mình. Và đặc biệt hơn, đội trưởng đâu ạ? Chúng ta sẽ cùng thảo luận để đặt cho đội mình một cái tên thật là khí thế. Lưu ý cái tên đó phải có